Từ ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Sự kiện lớn này đã để lại nhiều dấu ấn tích cực trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Ngày 7 tháng 11 năm 2006, lễ kết nạp Việt Nam gia nhập WTO được tổ chức tại trụ sở WTO ở Geneva, Thụy Sĩ. Sau đó, kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới này. Sự kiện lớn nói trên đã để lại nhiều dấu ấn tích cực trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đến những năm gần đây, thì các tập đoàn lớn thì chọn Việt Nam trở thành những cái cứ điểm mà quan trọng của họ trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Thì có thể nói rằng là cái thành tựu, cái thành công của cái Việt Nam gia nhập WTO thì từ cái chủ trương của Đảng Nhà nước và từ cái nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp rất lớn. Và có một cái điều mà tôi thấy tích cực hơn nữa là cái năng lực cạnh tranh của quốc gia, nền kinh tế của chúng ta được nâng lên nhiều lần. Và cái môi trường kinh doanh của chúng ta được cải thiện thông qua chúng ta thực hiện các cam kết WTO cũng như chúng ta thực hiện các cái thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Việc tham gia WTO và hội nhập quốc tế đối với Việt Nam là góp phần đổi mới tư duy chính sách, hoàn thiện chuẩn mực quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, định hình khung khổ pháp lý và các chuẩn mực phát triển các thể chế kinh tế thương mại, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, làm cầu nối và xung lực tích cực để đất nước từng bước mở cửa, mở rộng quy mô thị trường hàng hóa và dịch vụ, cải thiện cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại quốc tế theo các thỏa thuận đa phương và song phương đã cam kết. Đến năm 2022, Việt Nam có 30 đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện, có quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 nước, có quan hệ kinh tế với 160 nước và 70 vùng lãnh thổ. WTO đương nhiên chúng ta phải chấp nhận đánh đổi, thì có những cái việc như chúng ta phải cạnh tranh trong cái thị trường nội địa của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng đến bây giờ các doanh nghiệp chúng ta cũng trụ được trên cái thị trường nội địa và thậm chí có những cái hàng hóa chúng ta có năng lực cạnh tranh rất là cao. Không những xuất khẩu mà trong thị trường nội địa, thì tôi cho rằng đó là một cái thành công trong cái việc mà chúng ta gia nhập WTO rồi tích cực hội nhập sau thông qua ký kết các hiệp định, đặc biệt là các hiệp định tự do thương mại tự do thế hệ mới, và doanh nghiệp chúng ta cũng đã tận dụng được hàng hóa, chúng ta cũng đã thâm nhập sâu hơn vào thị trường trong khu vực cũng như thế giới. Sau 15 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 17 hiệp định thương mại tự do AFTA. Đây được coi là những cánh cửa lớn, đa chiều để Việt Nam định hướng hoàn thiện khung khổ, thể chế phát triển kinh tế thị trường và tự tin hội nhập toàn cầu ngày càng sâu, rộng, đầy đủ, hiệu quả hơn, đưa Việt Nam vào top 20 nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới. Theo thống kê sơ bộ thì hiện tại thì đối với hàng hóa mà từ các thị trường xuất khẩu nhập khẩu vào Việt Nam chiếm một cái tỷ trọng cũng tương đối lớn so với tổng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Thì tại Đà Nẵng thì lượng hàng hóa từ các thị trường xuất khẩu nhập khẩu mà đã tham gia ký kết hiệp định chiếm khoảng tỷ trọng khoảng tỷ lệ khoảng 65% so với tổng số tờ khai xuất nhập khẩu và chiếm khoảng tỷ lệ 83% so với kim ngạch xuất nhập khẩu. Dấu ấn WTO được ghi nhận rõ nét trong việc đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế có độ mở cao với 200% GDP và cải thiện cán cân thương mại hàng hóa, chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu 6 năm liên tục kể từ 2016 đến nay.